Hôm nay được tan học sớm, tụi mình đi ăn cái gì đi? Ăn gì ta? Mình thèm gà rán, pizza, còn có cả bún bò nữa. Tớ thì thèm xiên que trước cổng trường. À, nhưng mà cô giáo nói đồ ăn ở trước cổng trường không hợp vệ sinh đâu. Đi, ăn vài xiên thôi, không có sao đâu. Đi. Thôi cũng được, ăn ít thôi đấy nha. Yeah, đi thôi. Hôm nay trời thiệt quá đẹp luôn, không nắng cũng không mưa, thiên thời địa lợi. Mà sao Ngọc Lan nghe đâu đây dân dẫn tiếng ai khóc vậy trời? Ủa Lê Táo, tan học rồi mà sao hai em không chịu về nhà? Ủa sao Lê khóc vậy cưng? Tao rủ em đi ăn xiên trước cổng trường, em đã nói là không vệ sinh nhưng mà tao vẫn... Ồ, cái này thì Ngọc Lan cũng không biết nữa. Hay là Ngọc Lan đi mua thuốc đau bụng cho em nha. Táo Lê, có chuyện gì mà rơm rã vậy? Con với Lê nãy lỡ ăn đồ không có vệ sinh, giờ bạn ấy đau bụng tiêu chảy. Đốc tử khỏe, có cách nào giúp bạn ấy không? Ồ, có đó. Để đốc tử khỏe mời một người bạn đến giúp bé Lê nha. Chào chị Ngọc Lan và đốc tử khỏe. Chào hai bạn Táo và Lê. Lê đau bụng vậy, mau uống nước này đi, sẽ đỡ ngay đó. Ủa, nhưng em là ai mà giỏi quá vậy? Em biết trị đau bụng luôn hả? À, bạn này hình như học cạnh lớp em, có vẻ giống bạn Dương Sĩ đó. Dạ, em là Rau Dớn. Dương Sĩ là anh họ của em. Người ta hay nhầm vì tụi em nhìn rất giống nhau. Em nhỏ con hơn anh Dương Sĩ nhiều, mà chỉ có em mới chữa tiêu chảy hay kiết lỵ được thôi. Hèn gì, trông hai bạn giống nhau quá trời luôn. Đúng rồi, theo kinh nghiệm y học cổ truyền, Rau Dớn có thể chữa được tiêu chảy hay kiết lỵ. Rau Dớn cũng có vai trò như là thuốc giảm đau vậy đó. Mà hồi nãy Ngọc Lan thấy Rau Dớn cho bé Lê uống cái thuốc gì đó, bây giờ đỡ đau rồi nè. Đó là nước sắc Rau Dớn đó. Trong Rau Dớn có 86% là nước, có thể bù nước cho người bị đau bụng tiêu chảy. Ngoài ra còn có các chất khác như là protein cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa nữa. Uống nước sắc Rau Dớn không chỉ chữa đau bụng mà còn giúp hạ sốt nữa. Ngoài ra còn có thể uống để giải nhiệt nữa đó chị Ngọc Lan. Chỉ cần đem phơi khô thân và lá rồi nấu lấy nước thôi, rất dễ và tiện nha. Tuy nhiên, không được lạm dụng nha. Trong Rau Dớn có chứa glycosid, rotofer. Nếu thường xuyên ăn nộm Rau Dớn sẽ không tốt cho gan. Con cảm ơn đốc tử khỏe và chị Ngọc Lan. Mình cảm ơn bạn Rau Dớn nhiều nha. Đang chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu đau nhiều, không hết á, thì nên đến bác sĩ khám để có phương pháp điều trị thích hợp nha. Lê ơi, Táo ơi, bây giờ thì mình về thôi nào. À, mà chưa về được, chúng ta phải chào tạm biệt khán giả cái đã. Ngọc Lan, Đốc Tư Khỏe, bạn Lê, bạn Táo và bạn Rau Dớn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.